bạn ơi, chỗ này nơi đây chợ ở tại đây là có cái tiệm gọi là Bà Hồ Bún Cá, rất là ngon, hình như để cái giá tiền luôn các bạn, đó là 50.000 Bà Hồ Bún Cá. Đây để cho quay phía trên cho các bạn coi đó, cái tô bún cá đó. Hôm nay thì Châu được người cô cũng ở bên Mỹ về luôn, mà cô về đây thì cô ở đây nhiều hơn là bên Mỹ. Thì cô nói để cô dẫn tới đây. Đây là cô đó. Không phải là gọi là cô, nhưng mà thật ra mới cho gọi là bác chứ không phải là cô nữa. Dạ. Bác, con quay bác là bác C2 á các bạn. Dạ. Bác này là cũng ở bên Mỹ luôn á các bạn. Nhưng mà bác về đây ở bên Việt Nam nhiều hơn, tại vì bác nó lớn tuổi ở đây nó vui hơn. Bác nói bún cá ở đây ngon lắm đó. Dạ. Dạ. Thành ra giờ con mình quay cho các bạn xem nghe. Đây là cải non. Đó, đây là cô chủ quán đó. Cô chủ quán đang chào các bạn đó. Rồi, bây giờ để mình quay cho các bạn coi nha. Đây, Bà Hồ Bún Cá, đúng không bác? Đây là có cá lóc nè, tôm nè, cá lóc chiên nè. Dạ. Bà Hồ Bún Cá chứ. Rồi, bác cho con quay con. Đó. Một miếng cá. Một miếng cá gì đó, chả cá. Đầy đủ đi. Dạ. Mộc nè. Chả cá chiên nè. Đó, đầy đủ nè. Dạ. Chả cá. Đó. Rồi đây là nồi súp hả, cà chua đó, có hành phi, tì là đó, cho các bạn xem đó. Chị đang đứng nè, cho các bạn coi luôn nha, là có bạc hà nè, rồi rau này là rau gì vậy chị? Rau cần. Rau cần, đó, cần nước dạ. Trời ơi, cải non đó, nhìn ngon chưa? Quán nhìn rất là sạch sẽ luôn các bạn. Sạch, dạ, sạch lắm luôn. Cho em một tô đủ thứ nha chị. Dạ, dạ, hai tô đủ thứ. Thôi giờ mình vô đây, mình ngồi đâu đây, ngồi đây nha. Dạ, trời ơi, để quay sơ cái quán đã. Dạ. Dạ. Xinh quá. Dạ, hello, chào chị. Đây là cô chủ quán nha các bạn. Rất là đẹp gái luôn. Quán xinh xắn, dễ thương quá. Dạ. Dạ. Quán đó trang trí dễ thương quá bác ơi. Dạ. Trang trí dễ thương dễ sợ luôn á. Xinh xắn quá. Dạ, nhỏ nhắn dễ thương quá. Dạ. Cô chủ quán rất là dễ thương. Đây là tô bún đã ra rồi, tô bún cá. Bún cá này là đủ thứ đúng không gì? Gì? Tô này là đủ thứ đúng không? Thứ. Dạ đó. Thấy đó. Đủ thứ hả? Dạ. Các bạn thấy ha, ba tô. Đây là tô của Châu đây. Đó. Rau đầy đủ hết. Thương. Dạ. Cho con rau qua mà hơi lỡ trụng rồi, để tính kêu sống mà giờ lỡ trụng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình ăn nha. Trời, hấp dẫn quá. Dạ. Mình đang ăn, mình bỏ tí xíu ớt này đi ha. Dạ. Mình bỏ ớt này. Dạ. Mình bỏ ớt tươi rồi một tí ớt màu đây nữa ha. Tí xíu chanh. Trời ơi, hấp dẫn quá. Bé ơi, uống ít bún thôi nha chị.
ngon quá. Con ăn thì con ăn đậm đà tí, ăn mặn lắm. Dạ. Má cũng ăn lại từ đó giờ. Dạ. Con là con ăn đậm đà lắm. Hay à, hấp dẫn quá. Cái nước súp ngon ghê á bác ơi. Gì hả? Nước súp ngon quá. Nước súp thơm dễ sợ. Nước súp ngon lắm. Rất ngon. Ngon quá. Ăn cái cải cải non này nè. Dạ, nó ngon ghê cái gì. Làm sao bác biết coi cái tiệm này vậy? Bác biết chỗ này. Dạ. Thích một cái là nó cái nước nó rất là thanh, mà mình ăn cái rau này nữa và thanh, nó không, nó sẽ làm cho mình không có bị ngán. Dạ. Không kiểu mà họ bụng ngọt. Dạ đúng rồi. Chỗ đó nóng ngon lắm đó, con lại thích ăn đó. Hủ tiếu Nam Vang ngon, tiếu Nam Vang ăn là nhiều nơi, con lại thích ăn hủ tiếu tiệm đó, nó có cần nước nữa nè, ngon quá. Dạ. Rồi chả cá rồi mọc. Dạ. Ngon quá. Ngộ ha, có giá cải xanh mà là cải non. Thành ngon rồi. Rồi cần nước. Dạ. Lắm luôn cái tiệc, cái bún này bác ơi, thích lắm. Ở đây còn đâu bán bún riêu ngon vậy? Mang định ăn bữa mình đó là có ở ngoài vườn chuối gần nhà. Nha. Con nhớ con nghe Hương Thuần nó nói là gần nhà có chỗ nào bán bún riêu ngon mà giờ hết bán rồi hả gì? Tam cho đó. Để nữa, ta để nhà ta. Không đi tìm chỗ khác bán hả? Đi ra bán hết rồi không? Con nghĩ chắc thế nào cũng dọn chỗ nào bán cua rồi hơn. Thích nhất là được ăn cua đồng á. À, ngon. Làm cho uống gái nữa. Đi uống nước thì không? Bác uống nước thì không? Dạ. Đồ ngon con nổi tiếng ta đi hả? Có quán cà phê cấp à, không biết không? Uống cà phê cấp người ta làm. Dạ. Con có hay uống cà phê không? Đi cà phê mà con uống cái khác. Con không uống cà phê. Thích uống cà phê nhưng mà uống về tối á, ngủ không được. Cá lóc chiên nó giòn quá ha, mình bỏ trong nước rồi mà vẫn giòn, ngon quá, vẫn giòn. Sạch hết. Cái nước nó ngon lắm luôn á. Giống như mình nấu ở nhà. Con cũng nấu ăn ngon không nãy giờ. Dạ. Con cũng mê nấu ăn lắm.
kho cá nè, nấu mắm nè, con hay nấu bún mắm á. Dạ. Ở đây bún mắm đó, chỉ có chỗ mà giấy ha bác, đây nè, con lấy cho. Dạ. Mình này ăn cải, cải tươi, cải xanh ngon ghê á. Các bạn ơi, mình xin tạm dừng ở đây nha. Hy vọng các bạn thích cái video clip này. Nếu các bạn nào mà có thích ăn bún cá thì hãy đến đây để trải nghiệm thử. Rất là ngon, nước súp rất là thanh, giống như mình nấu ở nhà vậy. Nó có chả cá nè, chiên nè, rồi chả lụa chiên nè, rồi mọc nè, tôm nè, cá lóc luộc nè, rồi cá lóc chiên nữa hay gì ha. Dạ. Tên cái tiệm này là Bà Hồ hay gì ha bác? Bà Hồ. Tên của tiệm quán cá là Bà Hồ, đường Hồ Xuân Hương, số 20 Hồ Xuân Hương, quận 3. Phường 6 quận 3, số 20 phường 6 quận 3. Các bạn hãy đến đây thử nha, rất là ngon. Cảm ơn rất các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Mai Châu. Hy vọng là các bạn thích và tiếp tục ủng hộ cho Mai Châu. Và nhớ bấm like và share và bấm nút subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.